Thế thì trong cái bài báo mà người ta đăng lên đó, ông thống đốc bang Florida là cái ông Ron DeSantis đó, ông nói như thế này. Ông mới nói cái dự luật này đó cũng mở rộng những nỗ lực trước đây của chúng ta về giáo dục công dân, trong đó bổ sung thêm yêu cầu các lớp học tại trường trung học công phải dạy học sinh về sự xấu xa của chủ nghĩa cộng sản và thuyết nguyên nhân độc tài. À, cái này thì đã nói rồi. Thế thì bây giờ cái câu thứ hai mà ông mới nói là ông nói là tại Florida đây đó, là đặc biệt ở Nam Florida chúng ta có nhiều người, những người đã trốn chạy khỏi các chế độ độc tài cộng sản để có thể đến nước Mỹ. Chúng tôi muốn tất cả học sinh phải hiểu được sự khác biệt này. Tại sao ai đó muốn chạy trốn qua vùng biển đầy cá mập rời Cuba để đến Nam Florida? Tại sao ai đó muốn rời một nước như Việt Nam? Tại sao mọi người muốn rời bỏ những đất nước này và mạo hiểm cuộc sống của họ để có thể đến đây? Xin mời ông. Kính thưa quý vị, cái câu mà ông thống đốc và tiểu bang Florida mà nói như vậy nó chứng tỏ rằng ông ấy không có học lịch sử. Nếu mà ông học lịch sử thì cũng biết rằng là cái chuyện người của cái nước mà không có được may mắn giàu có để được làm ăn đi, thường thường người ta tìm đến nơi dễ làm ăn dễ, mà nước Mỹ là cái nước dễ làm ăn. Điều thứ hai nữa, những người mà chạy trốn cộng sản như là ở Việt Nam và Cuba đều là những cái nước mà đã bị dưới ách thống trị của đế quốc thực dân Pháp và đế quốc thực dân Mỹ cấu kết với giáo hội La Mã thống trị bóc lột nghèo khổ, và người ta mới theo cộng sản nổi lên. Thì bây giờ đế quốc Mỹ cấu kết với giáo hội La Mã để mà chống lại cái chính quyền mới giành được độc lập, thì nó dây lên cuộc chiến, thì lại kéo dài những cái cuộc chiến đó, làm cho cái đất nước mà nạn nhân như là Việt Nam và Cuba rơi vào cái tình trạng vừa đã bị bóc lột trong hàng thế kỷ hay là như Cuba hàng nhiều thế kỷ đã nghèo khó rồi, lại vừa bị trải qua những cái cuộc chiến tranh kéo dài cho nên trở nên vô cùng nghèo đói. Thế thì vì Hoa Kỳ can thiệp vào Việt Nam cuối cùng không chịu nổi thì bây giờ mới mở cửa cho họ vào, thì Hoa Kỳ là cái đất rất rất dễ làm ăn cho nên người ta mới nhào vô. Thế là vì lý do là người ta bị bóc lột, người ta bị đàn áp. Đấy, bây giờ có cơ hội người ta Hoa Kỳ mở cửa thì người ta mới vào. Nhưng mà ông ấy cũng dốt không biết rằng là cái đất Mỹ này đó là cái đất ăn cướp được của người da đỏ, đất rộng, tài nguyên nhiều, dân thưa, và lại thì cấu kết với lại các tôn giáo. Thí dụ như người Anh đến thì cấu kết với Anh giáo, người Âu Châu khác thì cấu kết với giáo hội La Mã đến cướp đoạt tài nguyên của người ta, và trong khi đó Âu Châu thì bị áp bức bóc lột bởi cái chế độ tôn giáo Thiên Chúa giáo rất là khắc nghiệt. Rồi người ta lại tìm cách muốn đến cái đất Mỹ này làm ăn để thoát khỏi cái ách thống trị của Kitô giáo. Cái đoạn văn sử này xin nhờ ban biên tập đọc cho biết rằng chính của người Âu Châu đến đây là vì Thiên Chúa giáo áp bức bóc lột mà họ chạy đến. Điều này này ông thống đốc của tiểu bang Florida không biết gì cả. Đây là cái bài báo rất là dài. Cái tựa bài là bài học chiến tranh Việt Nam nhìn từ hậu trường chính trị Hoa Kỳ Của nhà sử học Lương Minh Sơn. của nhà sử học Lương Minh Sơn đăng trên diễn đàn của người Việt. Thì trong cái tiểu mục này là gọi là Hoa Kỳ và tôn giáo. Đối với Hoa Kỳ, mặc dù là một đất nước được gầy dựng trên nền tảng luân lý và đạo đức của niềm tin nơi Thiên Chúa, tổ tiên của người Mỹ là những người Âu Châu đã từng bỏ chạy qua đây để tránh sự ruồng bắt của Tòa Thánh La Mã trong thời kỳ Inquisition, tức là Kỳ thời xử lý các kỳ người dị giáo đấy. tòa án dị giáo. Thành thử, hiến pháp Hoa Kỳ nghiêm cấm và tách rời mọi sự liên hệ về quyền lực chính trị giữa chính quyền và tôn giáo, không phải chỉ vì trình độ ý thức chính trị cao, mà còn là vì những kinh nghiệm đau đớn có thật lúc trước. Nếu Hoa Kỳ đã cấm bang giao với Cộng sản Trung Quốc trong 23 năm, với Cộng sản Việt Nam trong 19 năm vì không tương quan trên chính kiến và quyền lợi, thì Hoa Kỳ cũng đã từng cấm bang giao với Vatican trong 117 năm, từ năm 1867 nè cho đến năm 1984. Điều này cho thấy trong thập niên năm 1950 đó, Ngô Định Diệm được Đức Hồng Y Spelman và các ủy viên chính trị tôn giáo của một số nhà thờ Mỹ đưa đi gặp một số giới chức Hoa Kỳ, chẳng những phải bằng trường hợp bí mật để che giấu nhân dân Hoa Kỳ,
mà còn không thể nào hợp pháp được với hiến pháp của Hiệp Chủng Quốc. Điều đó chứng tỏ rằng, thứ nhất là người Âu Châu mà đến đây tị nạn là một phần lớn là tránh cái khỏi ruồng bắt của cái giáo triều Vatican, truy tố cái thời kỳ gọi là Inquisition, ta gọi là tòa án dị giáo xử lý, tòa án xử lý những người dị giáo. Thì nó tàn ác như thế nào đến lúc người ta bỏ quê cha đất tổ ở Âu Châu để người ta sang bên đây, cái nơi xa lạ để người ta lập nghiệp. Thì điều đó là cái sự di cư từ cái xứ mà bị đàn áp như là giáo hội La Mã đàn áp, thì người ta phải tìm đến cái nơi mà ít bị đàn áp để mà ta làm ăn. Thì Việt Nam dù sao thì cái năm 1954-75 là dưới sự thống trị của hai chế độ đạo Phiệt Cato thì bị đàn áp quá nhiều, bị bóc lột quá nhiều, cho nên là những người nạn nhân của chiến tranh chết nhiều quá, rồi bị hại về chất độc da cam bởi bom đạn, ta nghèo quá. Trong cái thời kỳ tái thiết thì phải thắt lưng buộc bụng, người ta không chịu nổi trong thời kỳ đó thì người ta chạy sang đấy là chuyện bình thường. Ở trên Facebook mà em có đăng cái tin này đó, thì có một cái bạn trả lời rất là gọn và rất là nhanh, nói là những người mà chạy qua bên Mỹ tị nạn qua bên Mỹ như Việt Nam, Cuba đó là những cái nước mà có hàm răng của Mỹ cắn vào. Thì và có một cái anh khác cũng đặt ra câu hỏi rất là hay, là tại sao cái ông thống đốc này á, ông DeSantis này á, thống đốc Florida, tại sao ông không hỏi chính tổ tiên cha mẹ của ông từ cái đời trước đó, lý do nào mà ông chạy qua đây, bởi vì ông là gốc người Ý. Thì Ý là công giáo rồi, Kitô giáo rồi. Ông nghĩ như thế nào về câu hỏi đó? Điều đó, ông là người Ý mà ông sang bên đây đó, thì tức là cái ông ấy có thể là cha mẹ hay ông bà tổ tiên của ông ấy cũng thuộc về cái loại người mà như nãy bạn Văn đã nói là người Âu Châu chạy trốn những cái tòa án dị giáo mà sang đây đó. Nhưng mà rồi sang đây á thì họ hiệp tinh với những người Âu Châu gọi là siêu chủng da trắng, họ kỳ thị dân bản địa với dân khác, thành ra ông này là thuộc vào siêu bảo thủ, mà những người siêu bảo thủ tức là quá khích. Ông này thuộc về Đảng Cộng Hòa, tức là mô hình của ông Trump, và cũng là có những cái hành động quá khích. Đây là bằng chứng về cái hành động quá khích của ông ấy. Thế mà cái bất kỳ nước nào mà có những cái hành động quá khích, nhất là quá khích bảo thủ như là Đảng Cộng Hòa đó, thì rất là bất lợi cho nhân dân. Vậy thì để kết luận cái bài nói chuyện hôm nay đó, thì xin ông có thể tóm tắt lại những cái đợt di cư từ khắp nơi trên thế giới đến Mỹ là gồm có những cái người vì những lý do nào? Câu này tôi xin nói là thứ nhất đó, là cái đất của châu Mỹ là cái đất rộng, tài nguyên nhiều, dân thưa, và người Âu Châu sau khi mà ông Columbus khám phá ra cái Mỹ Châu vào ngày 12 tháng 10 năm 1492 đó, thì người Âu Châu nhân cái cơ hội này ồ ạt tiến đến, và đúng vào lúc giáo hội đã đang tiến hành cái chính sách đàn áp về tôn giáo, cho nên họ bỏ cái Âu Châu họ đến đây. Vậy thì cái đợt người đầu tiên đó là những người da trắng Âu Châu đến đây để định cư, cướp đoạt những cái tài nguyên, diệt hết tất cả những cái dân bản địa để mà chiếm hữu, thành ra cái tài nguyên này giàu lắm, cho nên họ cướp. Cái chuyện mà họ chở vàng về Tây Ban Nha là các vị các có đều đọc những cái tài liệu đó, nói là cướp đoạt vàng bạc châu báu ở Nam Mỹ với lại tài đem về chính quốc để làm giàu. Thì lúc đó giờ là làm giàu cho các chính quốc ở Âu Châu, nhưng mà sau này nước Mỹ nó độc lập thì nó làm giàu cho cái nước Mỹ tại đây. Thứ hai nữa, sau này nước Mỹ lại vào năm 1923 đó thì đưa ra cái chủ thuyết Monroe, tức là Mỹ Châu của người Mỹ Châu đó, thì Hoa Kỳ làm bá chủ Mỹ Châu. Thành ra tất cả những cái tài nguyên hay là cái gì đó đều do Hoa Kỳ có đóng góp vào cái sự đàn áp cái nhân dân bản địa để khai thác tài nguyên của đất nước đó. Thí dụ như cái kinh đào Panama đó là ở Mai Trung Mỹ, nhưng mà đó là một cái cơ sở cái làm ăn rất là phát tài về cái chuyện tàu thuyền đi lại đóng thuế, thì Hoa Kỳ đã nhảy vào đó chiếm hữu. Và cho đến bây giờ thì cái công ty đó cũng vẫn nằm dưới quyền quản trị của Hoa Kỳ. Đấy, rất nhiều nơi trên thế giới này là nhất là châu Mỹ, Hoa Kỳ độc lập chiếm gọi là châu Mỹ của người Mỹ Châu, nhưng mà thực là Hoa Kỳ thống trị. Thứ hai, cho đến năm 1898 đấy, thì Hoa Kỳ gây chiến với lại Tây Ban Nha, chiếm đoạt luôn, đánh có mấy ngày thôi à, thì Tây Ban Nha bị đánh bại, Hoa Kỳ chiếm đoạt luôn Cuba là một, đảo Quách là hai, Philippines là ba, với lại một nơi nào khác, Puerto Rico là bốn. Thì tức là Hoa Kỳ đã đi chiếm đất nước người ta để mà khai thác. Thí dụ như là Cuba đó là khai thác
Ở đó là cái nơi mà trồng mía rất nhiều, Hoa Kỳ cũng làm công ty chiếm đoạt tài sản ở nơi đó. Thứ sau này đó, vì công kỹ nghệ phát triển sản xuất ra những cái vũ khí này nọ, thì Hoa Kỳ là cái nơi mà sản xuất ra rất nhiều vũ khí, thì Hoa Kỳ lại theo cái chính sách cấu kết với từ năm, nhất là từ trước năm 1950 đó, từ năm 1950 trở về sau đó, cấu kết với lại giáo hội La Mã để viện trợ cho các nước có chiến tranh. Trong cái thời đệ nhị thế chiến đã viện trợ cho các nước chiến tranh rồi bán vũ khí cho họ, rồi cái vũ khí mà sản xuất trong cái thời đệ nhị chiến tranh á không hết còn tồn trữ, thì Hoa Kỳ lại gây chiến với lại nước Triều Tiên, thành ra cái cuộc chiến xảy ra vào từ ngày 25 tháng 6 năm 1950 đến ngày 27 tháng 7 năm 1953 chấm dứt, thì Hoa Kỳ hãy còn tồn tại vũ khí chưa bán hết được, để lại tìm cách gây chiến ở Đông Dương, than vào Đông Dương để tiêu thụ hết cái vũ khí đó. Điều đó là ai cũng biết. Rồi sau đó thì Hoa Kỳ lại làm nơi thả bom cho cái thời kỳ mà cái B-29 á, nó cải tiến thành cái B-52, thì Hoa Kỳ lại dùng cái bom B-52 để thả bom xuống Bắc Việt, tức là thí nghiệm. Rồi lại dùng cả cái vũ khí hóa học để thí nghiệm ở tại Việt Nam, tức là dùng những cái vũ khí mới phát minh ra để thí nghiệm gây chiến, để bán vũ khí giết hại những người Việt Nam chúng ta. Thành tựu ra những người nạn nhân sau chiến tranh thì Hoa Kỳ mở cửa cho người ta vào, thì bất kỳ những cái người mà có cơ hội không chịu đựng được cái cả mít hàng trăm năm bị bóc lột bởi đế quốc thực dân Pháp và Hoa Kỳ, lại bị tàn phá bởi chiến tranh, nghèo đói đến cùng cực của nghèo đói, cho nên là Hoa Kỳ mở cửa cho những người mà ngày xưa đã từng cộng tác với Hoa Kỳ vào, thì bây giờ họ ồ ạt họ vào. Đó là cái chuyện tự nhiên thôi. Như vậy là những cái chứng minh đó nó đi ngược với cái tư tưởng mà ông thống đốc ông nói là những cái chủ nghĩa cộng sản nó mâu thuẫn với các nguyên tắc tự do và dân chủ, vốn là các quy tắc lập quốc của Hoa Kỳ. Ông ấy nói theo cái giọng lưỡi tuyên truyền thôi, chứ thực ra thì các ông xem là bây giờ đó, cái nước Nga, nước Trung Quốc, nếu mà nó bóc đột thế ức hiếp người ta đó, thì từ đệ nhị thế chiến đến bây giờ là cả nước Nga và nước Trung Hoa trở thành siêu cường đối đầu với lại Hoa Kỳ. Thì nếu mà nó độc lập như trước, nó áp bức dân chúng như trước, thì là nó lại vẫn lạc hậu như Âu Châu trước cái thời 1917. Thế thì Việt Nam đó, nhờ có cái chủ thuyết cộng sản giải phóng dân tộc và họ cởi mở, họ đã làm được cái công chuyện mà các cụ nhà ta cả 100 năm không đuổi được cái liên minh xâm lược Pháp Vatican, cụ Hồ đã làm được cái đó. Rồi Mỹ can thiệp vào, cụ Hồ làm luôn được cái hoàn thành cái sứ mạng đuổi cái liên minh thánh xâm lược Pháp ở Mỹ Vatican, và đã hoàn thành thứ sở. Và trong 30 năm là bị tàu tấn công, cao minh tấn công, rồi bị bao vây kinh tế đủ thế, rồi tái thiết đất nước của mình, mà bây giờ dân ta trở nên một nước dân chủ tự do thả giàn, công giáo tha hồ chứ chính quyền. Và người dân bây giờ chỉ lo là ngày xưa thì lo cho cơm no áo ấm, thì bây giờ người dân Việt Nam lại ngược lại lo làm sao cho ăn ngon và mặc đẹp, mặc sang, nhà cửa phải cao đẹp. Và bây giờ nếu quý vị trở về Việt Nam, quý vị sẽ thấy cái hình ảnh của Việt Nam nó hoàn toàn khác với cái hình ảnh của Việt Nam vào năm 1975. Bây giờ một câu chót để mà kết luận hẳn cái bài nói chuyện hôm nay, là khi mà ông thống đốc tiểu bang Florida muốn dạy học sinh rằng chủ nghĩa cộng sản là độc tài toàn trị và ca ngợi chủ nghĩa tư bản là tự do dân chủ nhân quyền, thì ông có một cái câu tóm tắt lại như thế nào? Một câu lời tóm tắt lại là ông thống đốc của tiểu bang Florida đang làm cái chuyện gọi là chính trị hóa học đường, giống như là giáo hội La Mã chủ trương Kitô hóa học đường. Và ông ấy không phải là làm cái chuyện giáo dục ở tại học đường, như vậy là tuyên truyền chứ không phải là giáo dục. Thì đến đây là chúng tôi xin kết thúc cái bài nói chuyện này và xin kính chào tạm biệt quý vị. Chào tạm biệt quý vị khán thính giả.